con trai là răng đều đẹp với chị. Bên kia sao? Cái có cái không. Chết tôi luôn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ ta giới thiệu về mình, mời bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Cát Tường ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Rồi, chào bạn gái ạ. Em tên là Phạm Văn Khang. Em hiện tại đang công tác ở Bình Dương. Em gốc ở Hà Nội. Em năm nay 29 tuổi. Làm nghề gì Khang? Em làm nhân viên văn phòng. Mời bạn nữ. Dạ chào chị Cát Tường. Xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ chào tất cả quý vị khán giả ạ. Em tên là Trần Đặng Thanh Vi. Em 28 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên tư vấn bán hàng điện thoại ạ. Hiện tại em đang làm việc ở Biên Hòa. Thì hai người cũng gần gần nhau đúng không? Dạ chị ơi, em thường thường là em hay xuống Biên Hòa uống cà phê và chơi với bạn bè em ở dưới thành phố Biên Hòa. Rồi hỏi bạn gái coi là nhà ở đâu, có gần nào? Không? Bạn gái ở khúc nào ở Biên Hòa bạn? Biên Hòa thì hiện tại em đang ở gần cầu Hóa An ạ. Vậy là mình cũng hay qua cầu Hóa An mà. Đúng rồi đó. Vậy hẹn ở cầu đi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là mọi người nói là em có cái mắt đẹp, với lại là em hát hay, em nấu ăn giỏi. Cái nấu ăn thì mình chưa biết, nhưng mà hát hay thì mình phải thưởng thức đúng không quý vị? Một tràng pháo tay cho bạn gái. Dạ em xin hát tặng mọi người bài hát Ây da Ây da. Trời chưa gì Ây da mà em. Rồi hát đi em. Ây da Ây da, Ây da Ây da, nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ây da Ây da, Ây da Ây da, đắn đo chị đến sau này cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Ây da Ây da. Hát đáp lại bài liền. Thuyền anh trôi trên sông tình em, em đã cho anh giây phút sao động. Người ơi xin em đừng đi, xin em đừng hững hờ. Dạ, em xin hết. Dạ. Được rồi. Được, cặp đôi này về đi hát với nhau được. Đó là điểm mạnh ha. Còn điểm yếu của mình là gì? Em ăn rất là nhiều. Em ăn có thể là nói chung là ăn cả ngày cũng được. Nói chung lúc nào cũng phải có đồ ăn cho em. Trời đất ơi. Với lại em ngủ rất là nhiều. Em ngủ nhiều, với lại em đang ngủ em không thích ai kêu réo em gì hết, cứ để cho em ngủ, kêu làm dậy em quậu á. Với lại là em rất là lười tập thể dục. Mà không sợ bể phọt hả? Dạ không, tại vì em nghĩ là nếu mà người ta thích mình thì người ta sẽ thích hết tất cả của mình. Còn nếu mà người ta không thích thì thôi. Em rất là đơn giản, em không có điệu, không biết làm đẹp. Gọi là cái kiểu mẫu người phụ nữ cho gia đình á. Em thích làm việc nhà. Em thích nấu ăn cho người yêu của em thích giặt đồ cho người yêu của em. Hay quá. Điều đấy là em đang tìm đấy. Đang tìm hả? Dạ. Em có khuyết điểm gì nói cho bên kia nghe luôn. Ưu điểm thì chắc là hay cười, sống chân thật. Còn nhược điểm thì chắc là hơi một chút nóng tính. Anh ơi, em không thích người nóng tính đâu nha. Không, anh sửa được rồi mà. Hiện tại bây giờ là anh sửa. Anh không sửa là anh bỏ cho em luôn á. Anh sửa rồi mà, anh sửa. Dạ, anh cho em hỏi là anh có hút thuốc hay là uống rượu gì không ạ? Bọn anh thì có nhậu một chút. Và anh thì cũng hút thuốc, nhưng mà nói chung là hiện tại cũng đang bỏ. Một ngày thì chỉ hút tầm 1-2 điếu, có như hầu như là mấy ngày nay là em không hút. Cũng đang cố gắng bỏ. Sẽ được kiểm mình chứng. Hãy nói một chút xíu về con đường tình của mình thế nào, nó lận đận ra sao bạn trai? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? 3 năm anh. Thời điểm đấy thì bạn nữ thì bạn muốn lập gia đình, nhưng mà em thì lúc đấy công việc nó chưa ổn định. Tạm thời em muốn là thêm một thời gian nữa. Thì cuối cùng là bạn nữ lập gia đình, còn thì bọn em chia tay. Bây giờ ổn định chưa? Dạ bây giờ ổn định rồi. Bạn gái mình tình trường mình như thế nào? Dạ em cũng có một mối tình chính thức và mười mấy mối tình nhỏ nhỏ. Trời đất ơi. Nói nhỏ là sao mà mười mấy? Người ta cũng thích em cũng mới thích người ta, nhưng mà trong vòng ví dụ một tháng tìm hiểu mà cảm thấy không hợp là chia tay liền luôn. Còn cái mối tình mà chính thức là bao lâu? Dạ cũng 3 năm á chị. Rồi sao 3 năm mà còn chia tay? Nói chung là anh đó kiểu thấy cái lăng nhăng á chị. Với lại là em có cái tật là em thương ai là em thương người ta nhiều quá, xong rồi đâm ra người ta chán á chị. Cái ngày nào giống như kiểu là ngày nào em cũng nói anh ơi em thương anh quá vậy đó. Hỏi ảnh coi, ngày nào em cũng nói vậy. Ví dụ ngày nào em cũng nói em thương anh nghe anh có mệt không anh? Không, anh rất thích nghe những lời con gái nói như vậy. Dạ. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Bạn trai của em phải cao hơn 1m65. Anh dư, anh có dư ạ? Anh có tròn người mập mập không ạ? Em không thích con trai ớn. Thân hình anh thì tương đối là cân đối. Anh nghĩ vậy. Chung càng mập em càng thích, càng mập thì ôm nó mới sướng. Em thích con trai là răng đều đẹp với chị giống em vậy nè. Đó, tươi tươi vậy nè. Bên kia sao? Cái có cái không. Chết tôi luôn. Em thích con trai lãng mạn, chiều bạn gái. Cái này anh đáp ứng được. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ có, giống chú Huyền Linh á, tướng người bự bự vậy á, để bảo vệ cho em. Wow. Giọng á. Nhưng anh ấy đẹp trai chú nhiều. Tóc tai sao? Tóc dạ, tai. Tóc
tóc là phải gọn gàng sạch sẽ. Em không thích con trai mà để móng tay đâu. Mặc quần áo giống như là quần jean, áo thun, giày thể thao, hoặc là anh mặc áo sơ mi với lại quần tây thì phải cái kiểu hiện đại, chứ đừng cái kiểu mà quần mà kéo lên tới nách là em không thích rồi đó. Quần mà sao kéo lên tới nách dữ vậy? Hồi xưa xưa người ta mặc vậy á chị. Có người ta kéo lên tới lúc lên ngực luôn vậy nè. Trời đất ơi. Kiểu đó có hề sạc lô chứ ai. Với lại em không thích con trai keo kiệt á. Em có keo kiệt không? Dạ em không ạ. Anh nghĩ cô gái bên đây rất là cá tính, anh muốn xem mặt luôn. Ô, dạ, xinh quá. Nãy giờ chú nghe con nói hơi bị cá tính đó. Chắc là... Con hiền lắm luôn á. Hiền phải không? Nhìn bề ngoài con vậy thôi chứ con hiền lắm. Ăn hiếp đàn ông lắm à? Không, thương lắm. Thương lắm hả? Dạ. Nói em thương anh suốt ngày à. Dễ thương nha. Dạ. Nhưng mà cũng rất là khó tính. Dạ đúng rồi đó, con khó chịu lắm á. Ai cũng nói con khó chịu quá nên ế. Có yêu cầu gì ở đàn trai nữa không? Anh nói dễ thương không chú? À, cũng dễ thương. Nhìn đẹp trai hơn chú. Vậy là ngon lắm á. Ngon. Dạ. Ăn tay hay sao ngon. Rồi, được. Để chị coi. Nãy giờ bạn chưa có nói mẫu người bạn lý tưởng của bạn đó nha. Dạ. Em thích mẫu người con gái như thế nào em? Dạ em chào chị ạ. Dạ em thích người con gái kiểu truyền thống như pha một chút hiện đại, biết chăm chút về gia đình. Cô này là... Dạ có tiêu chí bạn ấy vừa nói là em đúng. Thấy là rất còn hợp. Còn cái gì nữa không? Ở khu vực Biên Hòa này, và Bình Dương và Thủ Đức thì hiện tại bạn ấy ở ngay gần cầu Hóa An. Mà em thì em chạy qua cầu Hóa An thường ngày luôn. Vậy là thuận tiện luôn đúng dạ, không? Vâng. Nhưng trước khi hỏi tiếp thì cho chị coi cái bàn tay có sạch sẽ không? Dạ bàn tay đây chị. Ngon. Ngon, được. Thật. Ăn ngon. Bây giờ cổ này là cô có tâm hồn ăn uống dữ lắm. Dạ. Mà cái phọt cổ là cũng cái phọt là dễ béo. Dạ. Mà bây giờ em còn cho cổ ăn nhiều vậy rồi mai mốt rồi cổ bự quá rồi sao? Không, cái này em kiểm soát được mà chị. Có thể tập thể dục được mà. Cổ là miếng tập lắm, cổ không chịu tập. Không, em sẽ rủ đi cùng chị ơi. Thì chắc chắn là sẽ chưa được. Gì hết trơn. Rồi, bây giờ bố mẹ mình đang ở đâu? Bố mẹ em thì đang ở ngoài Hà Nội. Là mình lập nghiệp ở trong này luôn đúng không? Em lập nghiệp trong này. Rồi, tốt, cảm ơn bạn. Được em. Em có đi với ai không? Dạ em có đi với chị họ em ạ. À, chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em thấy bạn gái bên này thì cũng dễ thương, đáng yêu. Tại Khang thích là người phụ nữ của gia đình nên bạn bảo là thích nấu nướng, thích là người phụ nữ của gia đình nên chắc là hai bên chắc hợp nhau. Rồi còn mình thì sao, mình có đi với ai không? Dạ em có đi với ba mẹ em với anh chị ở dưới ạ. Chào Quỳnh Linh và Cát Tường, cô là mẹ của bé Vi. Dạ cô thấy sao? Cậu bên đây cũng được, chất phát, hiền lành. Thì nếu mà cậu đó với con mình thành đôi thì mình mong sao thương yêu con gái mình giống như mình thương yêu con gái của mình, nó là Út nên mình rất chiều chuộng con gái mình lắm. Nếu mà không chiều chuộng nó khóc hoài đó. Phải dẫn đi ăn hay là chiều chuộng dụ thì nó mới chịu, nó như con nít vậy đó. À rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nha. Rồi kéo màn lên, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Mời hai bạn. Tặng em. Em cũng có quà tặng anh. Cái này là quà em tự làm luôn á. Rồi em cảm ơn. Vậy anh nhìn cái em tặng anh cái đồng hồ, anh có suy nghĩ gì không ạ? Cái này là cây đèn thần đúng không? Không, cái đồng hồ ấy là anh nghĩ. Anh nghĩ là em tặng cái đồng hồ cho anh thì nó có ý nghĩa gì ạ? Tức là thời gian. Chắc cũng sắp đúng rồi đó. Em gửi anh. Dạ. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh thấy em sao ạ? Xinh, dễ thương. Thực sự là anh cũng đang muốn tìm một người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình ấy. Thì anh thấy em như vậy là anh thấy rất là tuyệt. Anh thì hiện tại gia đình anh vẫn ở ngoài Hà Nội. Thì anh sẽ cũng hay về đấy và hy vọng một ngày nào đó, một dịp gần nhất được đưa em ra Hà Nội, đi thăm thú tất cả các địa danh ở ngoài Hà Nội và ăn những món ăn đặc sản ngoài Hà Nội. Dạ, em cảm ơn lời mời của anh. Em cảm nhận sao về con trai miền Bắc? Thật sự thì em không thích con trai miền Bắc. Nhưng mà thấy anh nói chuyện cũng cái tiếng nghe cũng được. Thường thì em thấy con trai miền Bắc là người ta rất là chăm chỉ, người ta siêng làm việc. Nói đúng là con trai miền Bắc thì họ hơi khô khan. Với lại họ là hay nóng tính. Nhưng mà thực sự là bản chất là người con trai miền Bắc là họ rất có trách nhiệm với gia đình. Anh thì anh cũng rất thích làm cái việc nhà. Nên vậy? Hỗ trợ em trong khoản, ví dụ giả sử em mà nấu nướng thì anh có thể là nhặt rau hoặc là bây giờ lau nhà này. Hoặc là có thể đứng bên cạnh động viên, chia sẻ. Hoặc là sau này có con là chăm chút con.
Thì những cái đấy là anh cũng rất thích. Dạ, vậy anh cũng giống em. Nếu mà có cơ hội quen nhau á thì là anh chắc là anh sẽ sửa tính nóng tính đúng không? Tại vì với em á là nói chuyện với em là phải nhẹ nhàng ngọt ngào, còn nếu mà nóng tính thì em không thích. Thực sự là ngày trước thôi, chứ bây giờ anh cũng bỏ lâu mà riêng với con gái thì chẳng bao giờ anh nóng tính. Anh sợ nên là con gái khóc. Thôi em là chùm khóc nhè luôn á. Vậy em nhõng nhẽo lắm. Dạ. Thì anh rất sợ điều đó nên anh không bao giờ để nóng tính hay là để ảnh hưởng đến người con gái mà cảm thấy tổn thương. Bên nhà thì ai quản lý kinh tế? Chuyện tiền nong thế nào? Anh nghĩ sao anh? Tùy em thôi. Nếu mà em nhận cái này thì anh sẽ giao toàn quyền cho em. Mà nếu mà thường thường thì người phụ nữ người ta sẽ quản lý chi tiêu tốt hơn người con trai. Rất tốt. Anh thấy cái câu chuyện giữa hai người rất là hợp nhau. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3. Rất dứt khoát, rất nhanh nhẹn, không đắn đo suy nghĩ chần chừ gì hết. Hai người nói chuyện nhau rất là hợp. Nào nắm tay đi các bạn. Hôn nhau. Nào xin phép hai bác cho con hôn em gái. Dạ con xin phép hai bác ạ. Xin phép gì? Tự nhiên xin mà người ta cho chưa? Bác gái gật rồi ạ. Gật rồi ạ. Gật rồi ạ. Chưa nói gì mà gật đi. Dạ con xin phép hai bác ạ. Cho con được hôn em đi ạ. Nếu mà con chấp nhận đi đến tương lai với cậu đó thì con cho cậu đó hôn. Em nghĩ đây là cơ hội thì mình cứ cứ hôn đi. Chứ còn gì nữa. Cái về quản lý thì chắc để nữ chị. Tại em nhiều khi em tiêu hoang lắm. Em đi ngang có gì em thấy thích là hứng mua. Mua xong cái về là kêu ô sao mình. Tự nhiên mình mua đó là về làm gì. Là tiếc. Em đôi khi cũng vậy. Không xài tới. Tính của em đôi khi cũng thế. Trời đất ơi. Hai người lấy nhau đi có làm như tiền gửi tôi giữ giùm cho. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thúy Thực. Năm nay em 26 tuổi, công việc hiện tại của em là điều dưỡng chuyên ngành phụ sản. Em quê ở Thanh Hóa và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Trước tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trung Thông, 28 tuổi, đang công tác ở sư đoàn 302, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. À, 2 sao 1 gạch. Này là trung quý đúng không? Hay quá, anh Linh hay em quá. Em làm nhiệm vụ gì hả Thông? Dạ em thì bên quản lý kho. Kho đó có gì Thông? Kho dạ. Đạn hả? Dạ không, kho về quân trang, quân nhu. À tức là quần áo. Dạ. Rồi gì nữa? Son nồi các kiểu. Vậy là bên... Thông quê ở đâu em? Dạ em thì gốc thì ngoài Ninh Bình chị. À. Còn nhà thì đang ở Vũng Tàu. À, giờ đi xuống Bình Dương nó cũng hơi mệt đó nha. Khoảng cách nó cũng gần. Gần không? Thì nó xa hơn khoảng 10-15 cây thì mình đi được. Trời bộ đội mà có nhiêu đó mà lo cái gì, sức khỏe nhiều mà. Rồi bây giờ em gái mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Sở trường của em đó là ngủ nướng đó. Ngày nghỉ thì em ngủ nhiều đó. Em ngủ đến khi nào mà cảm thấy là người mình cảm thấy giống như kiểu là không còn năng lượng nữa thì bắt đầu mới dậy kiếm đồ ăn để ăn nữa. Trời ơi. Còn ưu điểm của em đó là tính tự lập cao. Cái là sở trường đó hả? Dạ. Còn cái khuyết điểm của mình là gì? Em không biết sao mà em nấu ăn thì một mình em ăn thì được. Nhưng mà xong rồi nấu cho mọi người mang lên cho đồng nghiệp ăn thì hay bị chê. Em không biết là do không hợp khẩu vị hay là do em nấu dở nữa. Nhưng mà em ăn thì em thấy được. Em ăn được là được rồi. Không sao, kệ ai chê. Anh nghe cái sở trường với cái khuyết điểm của em là anh thấy ấn tượng rồi đó. Còn bạn trai? Là dễ gần lắm, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Còn khuyết điểm của em á, thì chắc là trong cái giao tiếp, tức là giao tiếp với các bạn nữ thì nhiều khi là mình yếu về cái lĩnh vực đó. Tức là hơi nhát gái, gọi là nhát gái đó. Có... Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì có 2 mối. 2 mối rồi, ý là nhát rồi đó. Cái mối dài nhất là mấy năm? Dạ, 2 mối bằng nhau ạ. 2 mối bằng nhau? Là 3 năm. Trời, 2 mối 3 năm tức là 6 năm yêu rồi đó. Tại sao chia tay? Chia tay mối nào ạ? Thì cộng lại 2 cái để mình rút kinh nghiệm á. Thứ nhất là tư tưởng không hợp nhau. Mới đầu thì có thể chung, nhưng càng về sau ra thì
mỗi người xác định cái tư tưởng khác. Nhưng mà tại sao 3 năm như vậy, tao không xác định tư tưởng từ ngay những năm đầu đi, mà để đến năm thứ 3 tao mới biết tư tưởng là khác nhau? Thế mới gọi anh, nó mới cắt lối vào đó. Thấy chưa, các bạn cứ yêu nhau mà không hiểu gì nhau cho nên cứ nhào vào yêu, xong đến gần cuối chúng ta mới tìm ra ô tụi mình không hợp. Có đôi khi mất một khoảng thời gian rất dài với nhau. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình cần rút ra. Bạn gái, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì mối tình chính thức là chỉ có một thôi ạ. Khoảng thời gian em đang đi học ấy thì yêu được 3 năm. Chia tay thì cũng được khoảng 4-5 năm rồi. Tại sao 3 năm mà chia tay? Tại vì yêu cái lúc đó là đang còn trẻ quá, chưa có cái hoạch định cho tương lai gì hết. Bây giờ mình đã chín chắn hơn chưa? Dạ có lẽ là rồi. Có rút được ra những kinh nghiệm trong tình yêu chưa? Kinh nghiệm thì tại vì hồi đó yêu đang còn trẻ nên là chắc kinh nghiệm ít. Bây giờ nếu mà tìm một người yêu nữa thì mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Giống như kiểu là có thể làm điểm tựa cho mình được ấy. Người đó chín chắn, biết suy nghĩ, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, thông cảm cho cái công việc của em nữa. Em có hay trực đêm rồi gì không? Của em thì không có trực đêm ạ. Nhưng mà em làm thì mất tốn khá nhiều thời gian, buổi tối mới về được. Thứ bảy chủ nhật mình vẫn nghỉ chứ? Dạ không ạ, chỗ em làm thì thứ bảy chủ nhật không được nghỉ. Nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần thôi. À, như là cũng có được nghỉ một ngày. Vâng. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai nói nhiều, tự cao nhiều quá đấy. Tự tin về bản thân thái quá nên đâm ra là tự cao là em không có thích. Bạn trai thấy mình được bao nhiêu phần trăm của cô gái đưa ra? Em tự tin từ 70-80%. 70-80 ha. Có tự tin thái quá không đó? À không đâu chị ơi, em hả? Chắc luôn chị. Bởi vì đồng chí bộ đội đây nói cũng đúng đó. Về kỷ luật quân đội rất là gọi là chắc đúng không? Rồi, vậy chú bộ đội muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, hình mẫu bạn gái em thì chỉ cần biết tức là cách ứng xử với nhau thôi. Trong cuộc sống này có những cái ví dụ như nó không được suôn sẻ thì mình cứ ứng xử ra ngoài đường với nhau vậy, đừng có dạng nói to tiếng với nhau, có chuyện gì thì về nhà mình nói nhỏ nhẹ với nhau thôi, giao ban riêng. Giao ban riêng thôi chứ đừng có la lối ôm sờn ngoài ha. Người ta bảo là cái nết nó chết cái đẹp chứ. Có không? Chứ mấy người đàn ông nhìn nó phải đẹp rồi nha. Đẹp thì ai chả muốn, nhưng mà mình phải coi tính nết hợp chứ. Nhiều khi đẹp thì cái tính nó không hợp mình thì sao? Chứ là quan trọng cái tính hơn ha. Tốt gỗ hơn tốt mướn sơn ha. Được rồi. Nếu được khi nào em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ với em thì khoảng 1-2 năm nữa. Có yêu cầu gì nhà trai nữa không? Chị qua coi nè. Em không thích bạn trai mà hút thuốc, rượu chè cờ bạc. Rượu chè cờ bạc, nói chung là tứ đổ tường. Dạ vâng. Bạn trai có dính cái món nào không? Rượu chè cờ bạc, trai gái hút sách. Thì mỗi nước hút nữa thuốc em không hút rồi. Được. Còn cái khoản bia rượu thì do xã giao chắc cũng phải có. Chuyện đó là quán triệt tư tưởng rồi, không có gì được phải lo hết. Tóc chung... dáng bây giờ có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Không, chỉ cần bạn nam cao trên 1m65 thôi. Tức là nhìn một cái là mình có cảm tình ngay, cười tươi. Biết cái cảm tình của em là như thế nào? Tức là nhìn vui vẻ là được. Anh không cười để tươi móng hết. Tay. Không để móng tay. Móng tay móng chân là em không bộ thích. Đội mà sao để móng tay được? Đừng lo mấy chuyện đó. Chào chị. Bàn tay kiểm tra. Đấy. Không có móng tay, sạch sẽ gọn gàng. Mặt nhìn vô có cảm tình, đừng nghiêm chỉnh. Cao 1m mấy? 1m65. 66. 1m66 dư một phân. Được luôn. Hợp lý. Hơn. Nếu được chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu được thì sang năm. Sang năm. Vâng. Cơ sở thì ở nhà cũng đã chuẩn bị một phần cho em rồi. Cơ sở gì? Về cái vật chất để mình đám cưới đó chị. Rồi. Em hình dung nãy giờ cổ là như thế nào? Chắc cũng xinh xắn và chiều cao chắc là tầm khoảng 1m55. Hai nữa là về cái cánh nói thì chắc là người có là tự lập. Cái gì cũng được á, chỉ có cái ngủ mà chừng nào hết sức mới dậy đi kiếm gì ăn thôi. Được không? Ngày nghỉ là bạn nói là nghỉ vô cái ngày không phải cuối tuần mà những ngày đó thì em không ở nhà nên chắc thoải mái. Tính toán quá ha, hay quá ha. Rồi, một chàng trai rất dễ thương. Đến qua xem bên đàn gái thế nào nha. Bộ đội là yên tâm rồi. Ồ, chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Em có cảm tình với mấy anh bộ đội không? Sẽ có chứ. Tại vì bên bộ đội, bên quân nhân là mình nhìn thấy là cái cảm giác nó như là kiểu được an toàn ấy. Đúng rồi. Rất là an toàn, vậy khỏe rồi. Vâng, mà không biết là có an toàn thật không thì em chỉ cần cảm giác vậy thôi. Chút xíu á, anh sẽ nhờ một sếp nào để coi cái độ an toàn nó như thế nào á. Quan trọng là kiểm soát được con tim thôi. Hôm sau về nhà em sẽ cố gắng quản lý. Hôm nay phía nhà gái mình đi với ai nè? Hôm nay thì em đi với chú và thím.
Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, dạ. Chào quý vị khán giả trong khán phòng. Nói chung là trong quân đội thì chắc là ok, chú chấm là được 7 điểm. Chương trình đã tạo cho hai cái đứa cái duyên để gặp gỡ ở đây rồi. Còn cái phần số thì xíu nữa ra ngoài hai đứa thì từ từ tìm hiểu. Cho chú hỏi là bạn có thể uống được khoảng bao nhiêu chai bia? Về uống với chú á. Bia thì cháu uống khoảng 5 đến 4 năm. Tại vì chú uống cũng không nhiều, nhưng mà lỡ may mà sau này đến thăm chú thím chẳng hạn, hoặc chú thím đến chơi mà mình chú uống thì cũng không được. Uống nhiều quá thì cũng không tốt. Nên là biết chú chúc là tốt, nhưng cũng không nên quá. Vậy là cũng có điểm hợp với chú rồi đó. Em trai đi với ai? Ông. Dạ em đi với anh ruột em. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên Thành, là anh trai của Thông. Thì ở nhà Thông là một người sống rất là có trách nhiệm với gia đình. Đặc biệt là Thông rất là thích chó với mèo nữa. Thấy là bạn nữ khá xinh xắn, dễ thương, nói chuyện thì rất là hợp ý với Thông. Hy vọng là hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất. Có sếp ở Thông đây không Thông? Thôi sếp nào của dạ, Thông có. Rồi cho anh gặp sếp Thông. Kính thưa anh Quyền Linh với chị Cát Tường, thấy là cơ bản thuận lợi. Một là em là làm bên điều dưỡng, thì sau này có điều kiện thì xin về dưới chỗ cơ quan đồng chí Thông đóng quân ấy, xin vào bệnh viện huyện, hoặc là có thể có điều kiện thì xin vào trong quân đội làm bên ngành y tá, y sĩ thì cũng là tốt. Đấy, còn một cái điểm yếu của em nữa thì chắc đồng chí Thông cũng khắc phục được, đó là nấu ăn dở, vì đồng chí Thông là chuyên nghiệp về nấu ăn cho bộ đội. Cuối cùng là chúc hai em là sẽ nắm tay nhau, chia ngọt sẻ bùi và đi hết cái cuộc đời của mình. Xin hết. Hay quá sếp ơi. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau đi. Rồi. Kéo màn. Nói chuyện đi Thông. Có món quà tặng em. Em cảm ơn ạ. Trời ơi, đẹp quá. Trái tim mà làm bằng lựu đạn hả? Làm bằng đạn, viên đạn chứ không phải lựu đạn. Trái tim hình viên đạn. Đúng rồi. Anh chào em. Em ơi, em chào anh. Trước tiên thì qua nói chuyện thì anh thấy em cũng tương đối gọi là hợp với cái mẫu anh chọn. cái phần nấu ăn dở là không có hợp luôn ạ. À không sao, cái phần đó thì có một cái là anh dạy kèm thêm. Hoặc là anh trực tiếp mình làm. Vâng. Cái việc đó thì đơn giản thôi. Từ chỗ anh mà lên chỗ em thì chắc là cũng hơi xa đấy. Không, Bình Dương. Bình Dương chỗ nào em? Em ở chỗ Mỹ Phước. Khi mà đã thích với nhau thì xa mấy cũng đi được không? Em hy vọng là được. Chúng tôi đã có những cặp đôi là cách nhau cả ngàn cây số cũng đã lấy nhau rồi đấy. Thì các bạn yên tâm điều đó. Quan trọng là các bạn đủ yêu thương hay không, tình yêu có thăng hoa hay không thôi. Chúng ta có thể nói chút xíu về tương lai của hai người, nếu như đến với nhau ta sẽ như thế nào? Có thể một mình sẽ tạo là xin cho bạn nữ chuyển công tác với em, hoặc là em sẽ chuyển công tác vào trên đó. Công việc hiện tại thì em đang làm vậy thôi, chứ em cũng chưa có xác định là sẽ ở Bình Dương. Thì nói chung là cái đó là quen đi rồi em mới xác định là sẽ ở đâu. Nghĩa là anh ở đâu em cũng có thể đến ở chỗ anh được, đúng không? Đó, sau này hai người lấy nhau về sinh con đẻ cái hay sao, rồi kinh tế trong gia đình ai quản lý, tiền bạc ai quản lý, bàn với nhau luôn đi hai em. Cái về quản lý thì chắc để nữ chị. Tại em nhiều khi em tiêu hoang lắm. Em đi ngang có gì em thấy thích là hứng em mua xong cái về là kêu ô sao mình tự nhiên mình mua đó là về làm gì lại tiếc. Nhờ em đôi khi cũng vậy đấy, không sai tới tính của em đôi khi cũng thế. Rồi đó, coi hai người lấy nhau đi, có làm như tiền gửi tôi giữ giùm cho. Nhưng mà em nghĩ là nếu như khi mà có gia đình rồi thì mình sẽ cân nhắc cái chuyện đấy hơn. Anh và em thì trước khi đến đây là hai người là xa lạ. Nhưng mà sau chương trình này chúng ta biết nhau thì anh mong giữa anh và em sẽ cho nhau cái cơ hội là tìm được một nửa người của mình. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trái tim của em, trái tim mang hình viên đạn. Nắm tay nhau nào. Đẹp đôi đó nha. Thank you.
Đó, mọi người nói gì đó? Đã nghe hiệu lệnh từ phía dưới. Dạ, em chào anh Hiền Linh. Chào em, lanh quá. Ngoài lanh này còn đẹp hả? Được, tự tin là tự tin. Một bản chất tốt. Dạ. Nhưng nó cũng phải có giới hạn. Dạ. Hay tóc tai chị? Tóc tai hả? Tóc màu gì chị? Không, màu đen được em. Có thể là quy hoạch được. Cao thấp? Dạ, cao 1m65 rồi mà. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m68. Nói thật quá, đứng lên đi. Làm gì mà cao 1m68? 1m65 thôi, ngồi xuống. Giá là tao 68 rồi. Tôi nói 65 là 65. Chị ơi, chiều cao là nó tăng lên. Nếu như cao 1m65 thì em mang giày 10 phân, nhưng 1m68 thì em mang 12-13 phân đó chị. Chúc gặp nhau đi hai người. Ờ, nói hai đứa mình đi xuống luôn đi anh Linh. Mời em rồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ thưa chị, em tên là Nguyễn Thị Tường Vi. À, năm nay em 27 tuổi, đến từ huyện Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng. Thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chị. Em đang công tác tại phòng kế toán của công ty cổ phần thực phẩm CJ Minh Đạt ạ. Mời bạn trai. Dạ, em xin kính chào toàn thể quý vị đến xem chương trình hôm nay và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Bùi Đức Huy. Em năm nay 27 tuổi. Em đang giảng dạy giáo viên tại trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn. Lĩnh vực chuyên ngành của em là bên cơ khí. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Củ Chi, nhưng mà hiện tại em đang sống tại Sài Gòn cùng với gia đình. Rồi. Củ Chi, Sài Gòn hả? À quá ha. Bạn nữ giới thiệu một chút xíu về mình đi, ưu điểm, khuyết điểm của em. Dạ thưa chị, em có một số ưu điểm như là em là một người rất là hoạt bát, lanh lẹ, tuy ít thông minh nhưng mà lại rất là nhanh nhẹn. Tính cách em thì rất là thẳng thắn, ít thù dai. Đặc điểm nó cũng nghề nghiệp cho nên em khá là một người rất là cẩn thận và biết quản lý tài chính. Tốt, biết quản lý tài chính là mẫu người rồi. Rất tốt. Xin mời chàng trai Củ Chi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Ưu điểm thì nhiều lúc là mình cầu toàn quá mức. Em cũng có khá nhiều những cái đam mê theo đuổi. Nhưng mà có cái khuyết điểm là nhiều lúc là mình hiền quá, chưa có thể hiện ra được hết cái ưu điểm của mình. Về tình trường, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thưa chị, tính đến thời điểm này thì 27 năm qua em chưa có một mối tình vất vai nào hết chị. Em có biết nguyên nhân tại sao không? Dạ thưa chị, theo em nghĩ là có ba nguyên nhân chính. Đó là thứ nhất là do trước đây thì em không học ở thành phố Hồ Chí Minh, em học ở trên Đà Lạt, thì bắt tay vào một cái gì đó thì khá là chú tâm tới. Thì lúc đó em lo ổn định cuộc sống trước và chưa có dành thời gian cho nó. Rồi. Thứ hai đó là em là kế toán nữ chiếm đa số. Lý do thứ ba đó là em đăng ký chương trình này cách đây là chắc một năm. Thì trong một năm đó là em không dám quen ai hết. Em sợ là khi chương trình gọi thì mình không được thêm nữa. Trời ơi, người nữ một đức tính chung thủy. Dạ, rất là chung thủy chị. Còn bạn thì có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì mối tình chính thức thì chưa có trải qua. Tuy nhiên là cũng có trải qua những cái mối tình kiểu như là đơn phương. Thời đại học, thời đi học, hơi nhát với lại con gái. Như đó là nhiều lúc là cũng không thực sự tự tin để bày tỏ tình cảm của mình. Mình có nhiều cái đam mê, thường mình dành cái thời gian cho cái đam mê của mình đó. Anh ơi anh, dạ? Nãy giờ nghe anh nói là anh có rất là nhiều đam mê, nhưng mà em chưa có nghe rõ được là mình có đam mê trong lĩnh vực nào vậy anh? Mình có đam mê âm nhạc, mình chơi nhạc cụ, đam mê viết blog. Thì chủ yếu là viết về những cái đề tài như là thể thao, du lịch, ảnh. Nhưng mà... Tức là quá nhiều đam mê, giờ không có đam mê lấy vợ rồi hả? Con trai mình đến khoảng 25-26 tuổi thì bắt buộc là phải nghĩ đến cái gia đình, phải nghĩ đến một cái mối tình, một cái người mà mình có thể chia sẻ cùng cái đam mê của mình, cùng mình là coi như là xây dựng một cái mối quan hệ lâu dài, cùng nhau chia sẻ những cái niềm vui trong cuộc sống, hai người có thể đồng hành với nhau. Rồi, lâu dài. Hỏi gì nữa không? Dạ có. Anh hỏi câu nữa anh nói tới chuyện. Anh ơi, em có nghe anh nói là anh có đam mê về âm nhạc, vậy bây giờ em có thể được nghe một cái một bài hát để em có thể chia sẻ cái đam mê với anh được không ạ? Vậy là mình xin cùng cái nhạc cụ của mình hôm nay đi theo. Rồi nghe anh ấy đàn nha, thử nha. Được không? Quá mê luôn. Thích giai điệu loại nhạc này không em? À dạ thích anh. Thích hả? Tao nghe đàn kêu nó tích tịch tình tan quá vậy. Thôi nói chứ nãy giờ anh đàn đó. Dạ, tôi nghi lắm. Bạn đồng hành với tôi biết mà, tôi nghe tiếng đàn mà có mấy nút nó tẹt tẹt là tôi nghi rồi. Thôi bây giờ là anh ấy chơi đàn em nghe này nha. Dạ. Yeah.
Em cảm nhận tiếng đàn nó như thế nào? Rất là đam mê. Chị không hiểu em thì sao, nhưng mà chị nghĩ nếu như hai đứa ở chung mà có gây lộn, chứ cần bạn trai ôm cái đàn mà đàn như vậy thì bao nhiêu cái nỗi bực dọc chị sẽ tan biến hết. Nãy giờ chị ngồi chị nghe mà chị thấy phiêu, mà thấy phê dễ sợ. Hôm đó có một cặp cũng giận như đó, anh lấy cái đàn cổ đập bể cái đàn luôn. Rồi bây giờ mình chưa có một người bạn trai nào hết, nhưng mà mình có đặt ra cái người mẫu lý tưởng của mình cần tìm là một người như thế nào hay không? Thứ nhất là về mặt ngoại hình, là do ngoại hình của em khá là nhỏ nhắn và xinh xắn, cho nên em mong em gặp một bạn nam cao 1m65 trở lên, có thể có tóc hoặc không có tóc, nhưng mà tóc có thể là không dài và không nhuộm những màu như là đỏ xanh. Không có tóc lấy gì nhuộm? Dạ, nếu mà có tóc thì không nhuộm vậy. Da mặt có thể đen hoặc trắng, nhưng mà đừng có để râu, bởi vì nếu em để râu thì em có cảm giác là sợ hơn là thích. Tiếp vậy. Móng tay thì có thể dài, có thể ngắn. Không, không thể dài và đừng có sơn. Ai đâu con trai mà để mà sơn. Dạ chị, đó là không biết luôn chị. Người ta đàn, tôi để móng tay rồi sao em? Nhưng mà bên đây ảnh guitar thì một tay này ảnh cắt để anh bấm nốt là ok, nhưng mà tay này anh móc. Do là đam mê tiếng đàn quá nên có thể du di. Để được một bàn. Nhưng mà có thể là phải gọn gàng và sạch sẽ. Sạch chứ sẽ. Đừng có để móng tay dài quá. Chị tưởng em nói là tay có thể dài có thể ngắn, miễn đừng có đất là được. Rồi ăn mặc thì có thể là đừng có hoa hè, đừng có màu mè. Rồi có thể không thơm tho nhưng mà phải sạch sẽ. Đó là về ngoại hình. Còn về mặt tính cách thì em là một người nói khá là nhiều. Mặc dù là kế toán cho nên em rất mong là bạn trai của em sẽ là một người ít nói, nói ít làm nhiều, nói nhiều làm nhiều, nhưng mà đừng có nói nhiều và không làm. Bạn có thể làm bất cứ nghề gì cũng được, nhưng mà đừng có vi phạm pháp luật và làm biếng là được. Bạn có thể chia sẻ với em, có thể chia sẻ với em những cái công việc như là nam công gia chánh đó chị. Tự vì nam công gia chánh. Trời ơi, bạn trai có nam công gia chánh không? Cái những cái việc nào như là nam công gia chánh thì em không giỏi, nhưng mà em nghĩ là em có thể làm được. Em coi viết với cái giấy em ghi coi gì quên đó. Cậu giờ hơi dài đó. Rồi còn bạn trai, do là tính mình cũng hơi ít nói, bạn ấy là nói nhiều hả anh, gặp trống em rồi đó. Vui vẻ hoạt bát, chiều cao thì không quan trọng, dễ thương xinh xắn, là mẫu người phụ nữ của nghĩ tới gia đình. Dạ giống như đang miêu tả em đó anh. Anh ơi, anh có điều gì không thích ở phụ nữ không ạ? Mình không thích phụ nữ cầu kỳ quá, cứ tự nhiên thôi. Cô ấy đừng ăn mặc thoải mái quá. Thoải mái là sao anh? Tự nhiên em nói thoải mái, bên đây cổ ôm người cổ lại là thoải mái gì? Thoải mái là sao? Dạ là đừng hở hang quá. Nói chung là đàng hoàng lịch sự. Dạ. Đàng hoàng lịch sự. Vậy mấy người hở không đàng hoàng lịch sự. Ví dụ mà đi tiệc cưới thì mình có thể mình trang điểm một chút xíu, mình ăn mặc cho đẹp chút xíu. Còn bình thường thì trong cuộc sống hàng ngày thì cứ trang phục cứ bình thường đơn giản là được. Tính tình cũng đừng có nhạy cảm quá. Xem một cái phim gì đó mà hay là xúc động gì đó cổ khóc nhiều chẳng hạn. Cảm xúc của nó bình thường mà, phụ nữ thì người ta vậy có sao đâu. Anh ơi, cảm xúc là không giới hạn anh. Mình bị chú tâm quá nhiều vào cái những cái bộ phim mà khác xa bên ngoài quá. Anh ơi, em có thể hiểu là không sống ảo được không anh? Đúng rồi, có thể là như vậy. Em có thích cái phim gì không, hay tình cảm có khác gì không? Mình coi nhưng mà mình đặt cảm xúc lúc đó thì được, chứ mình không đem những cái ảo trong phim ra ứng dụng với thực tế thì em nghĩ là được. Là em không có sống ảo đúng không? Đúng rồi, em là người sống rất là thực tế chị. Hồi hai người nói chuyện nhau đi. Hai người cũng khá lành á. Mình chỉ coi mắt hai bên đi coi. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh. Chào em, lành quá. Ngoài lành này còn đẹp nữa anh. Được, tự tin là tự tin. Một bản chất tốt. Dạ. Nhưng nó cũng phải có giới hạn. Dạ. Anh bên đây á, anh thật sự người cũng rất là chân tình. Dạ. Hai người gặp nhau hợp đó. Em, thí dụ làm dâu, em làm dâu được không? Dạ, bao làm dâu được. Bao làm dâu. Thì được rồi. Tôi tin lắm. Thôi để hai người này nói chuyện đi. Anh thấy hai người này hợp. Không, nhưng mà tôi phải hỏi anh này chút xíu nữa. Hỏi gì nữa? Chị coi những móng tay móng chân. Đó. Đưa đưa đôi tay đây coi. Không lành. Rồi sao đất không vậy? Mẹ. Đôi tay kia. Chứ nó hơi dài. Nó xấu tao nãy tao móc dây đàn nó dính vô đen đó. Đất không à. Cái dính cái dầu mà vậy bên. Đúng rồi đây nè. Máy móc. Bóc vô đây nè, nó dính màu đen nè. Coi gì nữa mà em, coi gì nữa em. Coi tóc tai chị. Tóc tai hả? Tóc màu gì chị? Không, màu đen được em. Có thể là quy hoạch được. Cao thấp. Dạ, cao 1m65 rồi mà. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m68. Nói thách quá, đứng lên coi. Làm gì mà cao 1m68, 1m65 thôi, ngồi xuống.
Giá là tao 68 rồi. Tôi nói 65 là 65. Chị ơi, chiều cao là nó tăng lên. Nếu như cao 1m65 thì em mang giày 10 phân, nhưng 1m68 thì em mang 12-13 phân á chị. Chút gặp nhau đi hai người nói. Hai đứa mình đi xuống luôn đi anh Linh ơi. Để hai người nói đi. Rồi. Bây giờ mình hỏi ký người thân chút xíu rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với lại hai anh chị đồng nghiệp với lại hai người bạn của em. Cô gái bên đây có vẻ bù trừ với em Huy. Em thì ít nói, bạn này thì lanh lợi hoạt bát, có thể làm phát ngôn viên tương lai cho em. Dáng cao, khớp. Khớp. Ăn khớp với nhau. À, dạ khớp khớp. Rồi em có đi với ai không? Dạ thưa chị, hôm nay em đi với ba người em của em và hội đồng thẩm định từ đến từ công ty em ạ. Có hội đồng thẩm định nữa hả? Dạ đúng rồi. Em đại diện cho bạn Vi là em cùng công ty. Hồi nãy giờ thì cũng có một xíu gì đó rất là vui và yên tâm. Thì em chỉ muốn nói với Vi vậy thôi. Yên tâm rồi ha. Dạ. Bây giờ kéo màn lên. Giây phút quan trọng của hai bạn gái đến rồi. Rồi kéo màn lên. Đi đâu vậy? Quay qua đây nè, quay đâu vậy? Chào anh. Khá là hồi hộp. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Rồi. Em nói trước ha. Em nói. Em là một người không phải là người hay nhõng nhẽo, không phải là người hay mít ướt, nhưng mà đối với các mối quan hệ thì em lại là người rất là có tâm và rất là nghiêm túc. Đặc biệt là trong mối quan hệ tình yêu mà muốn phát triển và bền vững á thì phải đến từ hai phía. Điều mà cần á là mình phải tôn trọng nhau, chia sẻ những khó khăn và mình cùng tận hưởng những cái hạnh phúc và những cái niềm vui trong cuộc sống. Đó là quan điểm của em về tình yêu. Còn anh ạ? Anh quan điểm tình yêu thì chân thành, tôn trọng lẫn nhau. Dạ. Có thể chia sẻ với nhau những cái niềm vui, thậm chí là những cái nỗi buồn trong cuộc sống. Vậy là cùng quan điểm với em. Vậy là bấm nút hen. Tao nói coi nhanh vậy. Trong một tuần á thì ai cũng có công việc của mình hết. Công việc nó cũng khá là bận rộn. Nếu mà có cái thời gian vào cuối tuần mà rảnh thì chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian chơi chơi vui vẻ. Dạ. Nó sẽ rất là thuận tiện cho cả hai. Dạ. Tình yêu mà nó đâu phải là một cái gì đó nó cần phải rõ ràng. Ừ, nó không phải là lịch học 3-5-7 thì mình hẹn hò, 2-4-6 thì mình làm cái gì đó, mà nó sẽ là tự nhiên. Em thích cái điều đó. Anh cũng suy nghĩ giống như em. Sao mình giống nhau vậy? Anh thấy em là dễ thương, lanh lợi, thông minh. Thì anh hy vọng là chúng ta có thể sẽ có một cái mối quan hệ lâu dài hơn. Anh cảm thấy em hợp với anh. Dạ, em cũng thấy vậy. Rồi. Hãy suy nghĩ thật sâu sắc nha các bạn. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra tất cả những gì mình suy nghĩ. Cặp này đâu cần MC. Không cần đâu. Không, cặp này phải hôn má mới được. Cặp này tôi chưa đếm mà đã bấm nút rồi. Mời bạn trai. Em hãy bình tĩnh. Em sắp.